Tòa lâu đài trên phố Đội Cấn, khó đến mấy cũng phải xử lý nghiêm minh. Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hà Nội nói việc xử lý sai phạm liên quan đến tòa lâu đài trên phố Đội Cấn gây xôn xao dư luận bấy lâu nay là vấn đề khó. Những sai phạm trong xây dựng cũng như hướng xử lý liên quan đến tòa lâu đài trên phố Đội Cấn của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội là vấn đề gây xôn xao dư luận cả nước trong thời gian qua. Và bên lề kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 5 tháng 12, ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình đã trả lời báo chí một số thông tin liên quan đến tòa lâu đài này. Quan điểm của quận là xử lý không có vùng cấm, bất cứ ai, công dân nào vi phạm đều phải ứng xử và xử lý như nhau. Tinh thần là xử lý nghiêm theo đúng quy định, vi phạm đến đâu thì xử lý nghiêm túc đến đó. Dù rất mạnh mẽ khi nói là không có vùng cấm, tuy nhiên Bí thư Quận ủy Ba Đình tiếp sau đó cũng đã tự giới hạn khi thừa nhận việc xử lý sai phạm, ví như tăng chiều cao các tầng của tòa nhà này là vấn đề khó. Vấn đề khó hay nói cách khác là xử lý sai phạm liên quan đến tòa nhà này không hề dễ. Và đến đây lại nhớ đến lời gây xôn xao của nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bên lề hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức ngày 18 tháng 9 vừa qua. Ông Phạm Quang Nghị cho biết, ở Hà Nội có nhiều công trình xây vượt tầng và nhiều công trình vi phạm sau khi bị phạt sẽ được cho tồn tại. Nếu bị kiểm tra, cán bộ sẽ báo cáo rằng họ đã đi kiểm tra và xử phạt rồi, nhưng chỉ xử phạt nửa chừng, không tiến hành cưỡng chế. Ông Nghị còn nói, đằng sau mỗi công trình chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép là cả một thế lực lớn chống lưng. Chưa thể xác định vấn đề khó như lời Bí thư Quận ủy Ba Đình là có liên quan đến việc có cả một thế lực lớn chống lưng hay liên quan đến các vấn đề khác. Tuy nhiên dù vấn đề khó đến mấy thì dư luận vẫn mong chờ lãnh đạo quận Ba Đình và thành phố Hà Nội phải xử lý thật nghiêm những sai phạm liên quan đến tòa lâu đài trên phố Đội Cấn, từ chủ đầu tư cho đến những cán bộ, tập thể cán bộ cấp phép đã tiếp tay cho sai phạm để làm gương cũng như lập lại kỷ cương. Vấn đề khó đến mấy cũng nhất định không thể gỡ khó theo hướng phạt để cho tồn tại nhằm đáp ứng mơ ước, mong cho được phạt của các chủ đầu tư để rồi lại tiếp tục sử dụng khoản lợi nhuận để chạy trọt, hối lộ, sau đó tiếp tục vi phạm. Phạt cho tồn tại chính là hướng xử lý hợp thức hóa sai phạm, sẽ tạo ra một vòng tròn luẩn quẩn, gây nhơn pháp luật cùng rất nhiều hệ lụy xấu, hậu quả không thể khắc phục như nhiều công trình khác trên địa bàn Hà Nội thời gian qua. Cựu thiếu tá quân đội tông chết nữ sinh Ninh Thuận, thế nào là thành khẩn khai báo? Thưa quý vị và các bạn, bị cáo Hoàng Văn Minh sau khi gây tai nạn làm chết nữ sinh, lúc khởi sự cho người khác khai báo gian dối nhưng sau đó nhận tội và được hưởng tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Một ngày sau phiên tòa hình sự sơ thẩm do Tòa án Quân sự khu vực 2 quân khu 5 xét xử, vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá một đơn vị quân đội đóng ở tỉnh Ninh Thuận. Chúng tôi trở lại nhà nạn nhân Hồ Hoàng Anh và gặp cha của nữ sinh lớp 12 xấu số trong vụ tai nạn giao thông này. Cáo trạng của vụ án kết luận, bị cáo Hoàng Văn Minh do vừa nghe điện thoại di động vừa lái xe hơi rẽ phải vào chi nhánh một ngân hàng, thiếu tập trung quan sát dẫn tới vụ tai nạn giao thông làm em Hồ Hoàng Anh khi đó đang chạy xe máy từ phía sau bên phải xe hơi tử vong. Minh vi phạm điểm A khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự. Điều luật này quy định khung hình phạt, phạt tiền 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Bản cáo trạng cũng nêu, ông Minh không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào, trong khi được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm B, S, V khoản 1 điều 51, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Trong đó điểm S khoản 1 điều 51 là người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt ông Minh 14 đến 18 tháng tù. Hội đồng xét xử sau đó tuyên phạt ông Minh 14 tháng tù. Sau phiên tòa, nhiều ý kiến cho rằng ông Minh sau khi gây tai nạn đã không nhận tội mà nhờ người chú nhận giúp đã lái xe gây ra tai nạn. Ngày hôm sau ông mới nhận chính mình là người lái chiếc xe hơi nêu trên. Việc làm của ông Minh không những gây khó khăn cho các cơ quan tố tụng mà còn khiến người chú và cả vợ ông từng bị truy tố tội khai báo gian dối. Việc tòa cho ông Minh hưởng tình tiết giảm nhẹ nêu trên và phạt 14 tháng tù là nhẹ. Tại phiên tòa, ở phần tranh luận, ông Hồ Hoàng Hùng,
cha nạn nhân không đồng ý với việc đại diện viện kiểm sát cho bị cáo Minh hưởng tình tiết thành khẩn khai báo. Gặp lại chúng tôi vào sáng mùng 6 tháng 12, ông Hùng tiếp tục bày tỏ: "Tôi không hiểu vì sao việc ông Minh nhờ người nhận tội thay mà sau đó lại được xét là thành khẩn khai báo, gia đình tôi rất bức xúc." Ngoài ra, ông Hùng cũng bày tỏ bức xúc việc các lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận trong việc làm sai lệch kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của cháu Hồ Hoàng Anh. Ông tố giác nhưng công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm có quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Việc các cơ quan có thẩm quyền miễn trách nhiệm hình sự cho hai người đã có hành vi cấu thành tội khai báo gian dối trong vụ án. Tuy nhiên, ông Hùng nói hiện tại gia đình tôn trọng sự phán quyết của tòa án. Gia đình cũng đang đợi bản án chính thức của tòa án để tiếp tục nghiên cứu và sẽ có những hành trình tiếp theo nếu thấy cần thiết. Ông Hùng nói thêm, luật sư Nguyễn Văn Nhanh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân tại phiên tòa nói rằng, tại phiên tòa, ông và gia đình em Hoàng Anh đề nghị hội đồng xét xử xem xét có hình phạt nghiêm khắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, theo ông, mức hình phạt 14 tháng tù dành cho Hoàng Văn Minh là không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Đối với tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải của Hoàng Văn Minh, tại phiên tòa, luật sư Nhanh đề nghị cần đánh giá mức độ thành khẩn khai báo của bị cáo, thậm chí phải xem xét áp dụng hành vi xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm quy định tại khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự đối với Minh. Theo ông Nhanh, hồ sơ vụ án cho thấy trong quá trình điều tra, nhiều lần Hoàng Văn Minh thay đổi lời khai từ việc không nhìn gương chiếu hậu sang nhìn không liên tục. Lúc đầu khai là biết em Hồ Hoàng Anh tử vong vì lo sợ nên nhờ Võ Nhận là người lái xe. Sau đó thay đổi là tại thời điểm xảy ra tai nạn, lập tức đã đề nghị Võ Nhận là lái xe. Minh là người khởi xướng việc khai báo gian dối này nên cần đánh giá mức độ thành khẩn khai báo. Một luật sư tại tỉnh Khánh Hòa cho rằng thực tiễn xét xử cho thấy cũng có nhiều bị cáo ban đầu không nhận tội hoặc chối tội nhưng ra tòa sơ thẩm, thậm chí tòa phúc thẩm nhận tội thì cũng được áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Tuy nhiên, theo vị này, giảm nhẹ hay giảm nhiều khi lượng về hình phạt thì đó là theo xem xét và nhận định khách quan toàn diện của hội đồng xét xử. Bắt tạm giam người tự xưng Thích Tâm Phúc về tội lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Củ Chi vừa khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Phúc, tự xưng Thích Tâm Phúc về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hôm qua, đại diện phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Phúc, tự xưng Thích Tâm Phúc 40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Công an xác định năm 2021, bà HT 50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, mua một thửa đất diện tích 420m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi do ông VT và bà CN làm chủ với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Ngày 7 tháng 10, bà T thông qua VV, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi giới thiệu và quen biết Nguyễn Minh Phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để làm thủ tục tách thửa, nhưng Phúc vẫn đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà T. Phúc thỏa thuận với bà T và V làm thủ tục tách thửa đất với chi phí 135 triệu đồng. Phúc nhận trước tổng cộng 70 triệu đồng, sau đó thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội. Khi nhận được hai giấy chứng nhận giả, Phúc đưa cho bà T một giấy, còn giấy giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T, Phúc cất vào két sắt, đợi khi nào bà đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy chứng nhận giả thứ hai. Sau khi bị phát hiện, Phúc trốn sang Thái Lan và ngay khi vừa về lại Việt Nam đã bị công an huyện Củ Chi triệu tập làm việc. Sau nhiều lần khai báo quanh co, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nhà Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận thật của bà T. Được biết, Phúc giả danh tu sĩ Phật giáo, nơi Phúc cư ngụ không phải cơ sở tôn giáo. Tên chùa Hoàng Pháp Trung ương chỉ là bảng hiệu do Phúc tự ý dựng. Chính quyền địa phương cũng đã đề nghị Phúc tháo dỡ. Hiện trên địa bàn huyện Củ Chi không có cơ sở Phật giáo tên chùa Hoàng Pháp Trung ương. Ngày 11 tháng 1 năm 2022,
Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Phúc về hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác với số tiền 2,5 triệu đồng. Phúc đã nộp phạt. Đầu năm nay, Phòng Nội vụ huyện Củ Chi đã mời làm việc và yêu cầu Phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật, không chia sẻ những thông tin trái với quy định của pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo trong thời đại 4.0 như hiện nay, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để câu like, câu view. Nhiều người lợi dụng lòng tin vào tôn giáo để làm điều trái đời, ngược đạo, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín trong tôn giáo và vi phạm pháp luật. Đề nghị người dân phải thật cẩn thận để không góp phần tiếp tay cho tội phạm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội.